đang phi sinh chào các bạn, đang vừa vào xong bát, rồi làm xong cái bát nhà máy của cần sous leader rất đẹp cho bác ở Hà Nội. Chúc bác lên hàng đều, vừa làm xong. Bác rất khó tính. Bác yêu cầu để nguyên chữ Made in Indonesia, bác cứ xem kiểm. Phải phủ kiểu này để bác nhìn quấn chỉ, đây chỉ kiểu chỉ này thì nó mới trong được như này. Cho bát cũ lên trang trí đi tí cho đẹp ạ. Có thể các bạn để chống cần vào đây cũng được, không bị xước cần, không cần bọc, để nguyên bản đẹp. Bọc vào thì nó chỉ chống trơn trơn một tí thôi, còn cần thì không đẹp, nhìn không được đẹp. Chúc bác nhận cần lên hàng đều. Rồi Hải Đăng xin được quay video hạ bát xong, vừa vào keo xong. Hải Đăng xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của Hải Đăng Fishing.